xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kamau TV. Hôm nay lại có trò chơi để cho anh em kiếm tiền đây. Nhưng mà mức độ trò chơi sẽ càng ngày càng khó. Mà tiền càng ngày càng tăng. Đúng rồi. Kéo xin nhau trở về sau rồi. Sắp Tết rồi. Ui da. Kẹo thơm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Đấy. Chi phải đều. Tính đội nào thắng sẽ lấy hết tiền của đội thua. Ai giời. Rồi, bây giờ nhá. Sẽ chơi trò chơi chuyển bột mì, nhưng mà mức độ khó nó sẽ cực kỳ tăng cực kỳ cao. À, buộc tay cho nhau, buộc thế này nhá. Không cần phải đấy đâu. Chủ yếu là buộc tay lại để cho không phải dùng tay thôi. Đó, kẻ cười cái kia đó. Đấy. Em không cần buộc, em không dùng mà. Không. Không dùng cũng phải buộc lại. Cười này. Bên này là đội mới mà. Bên kia là một đội à? Không, ừ. Nhưng bên đây thắng lấy tiền cho hai đứa, mỗi đứa 5 lít về. Thế thì đội bên kia nhận thua thì bên này sẽ thế này nhá. Rồi tay đây. Luật chơi sẽ như thế này. Một người sẽ đứng bên này và một người sẽ làm người vận chuyển. Em là người vận chuyển à? Đặc công. Em là người vận chuyển gì? Ok. Bây giờ người vận chuyển sẽ phải đặt một cái này lên như thế này, không được để làm rơi. Đấy, đó. Mức độ khó sẽ tăng cao và người múc sẽ phải đây. Hôm nay sẽ có một cái hay hơn, đó là thế đem một cái âu đây, một cái tô đây. Đấy. Rơi ngậm một mình tay à? Không. Cứ nhẹ nó để vào đây, cứ để vào đây nhẹ nó không phải mạnh. Tí nữa mọi người sẽ biết là mọi người sẽ biết cái luật chơi này nó hơi bị căng thẳng đấy. Giờ ai quấn đây? Ai quấn đây? Cho anh tự quấn cho anh. Đây là cuộc thi ăn chanh chấm bột mì à? Không. Cứ bình tĩnh. Cuộc thi ăn chanh thì được. Đây là bằng cám muối à? Để kia thua là chắc thì ăn thế nào chanh rồi đấy. Thật ăn chua, nhìn thế nào đấy. Nhìn ăn chua, nhìn chua. Rồi, nào tí nữa, yên tâm, sẽ được xem thoải mái. Tôi đi bắt đầu nhá. Mỗi lần người vận chuyển đi sẽ cầm một tờ tiền sang bên kia. Đấy, hết cái số lượt tiền này ấy, là sẽ hết số lượt chơi. Ai chuyển được bột mì nhiều nhất, mình sẽ có cân tiểu ly ở đây. Có. Đội nào chuyển được bột mì nhiều nhất là đội sẽ giành chiến thắng. Không tính thời gian nhá. Thế nên là cứ thoải mái thời gian đi. Đấy. Người vận chuyển đứng ra đây. Người vận chuyển đứng ra đây. Rồi, bên này ai là người vận chuyển? Đây. Ok, chung đi vận chuyển. Cầm sẵn cái này. Cầm đi, em mình làm mà. Rồi. Bây giờ thế này nhá. Phải tính giờ không anh? Không tính giờ, thế nên là cứ cẩn thận mà làm. Đây. Bên này. Từ từ. Máy quay của anh đâu? Kiểu cái gì? Chia cho bên đấy 5 triệu về ăn Tết. Đúng rồi. Chuẩn bị đến Tết lên lịch rồi. 5 triệu là đủ tiền mua tay rồi quen Tết đấy. Người vận chuyển ngồi xuống. Bên này người vận chuyển ngồi xuống. Rồi. Người vận chuyển cứ lần một lần đến cầm một tờ tiền. Rồi. Bên này cầm một tờ tiền. Anh Thái kéo cầm nhầm nhé. Không được cầm nhầm của nhau nhá. Không được phạm luật nhá nào. Đấy. Rồi. Bây giờ sẽ thế này. Em xúc, người xúc cúi xuống. Rồi. Người vận chuyển ngẩng đầu lên. Đặt cái đấy lên đầu. Đấy, thế. Rồi, ok. Nào, cân chưa? Đặt cân vào. Rồi. Thôi từ từ hãng đặt. Bây giờ sẽ có cái này nữa. Nhiều muốn nhiều ý. Đây. Nhiều nữa. Đấy. Cứ bình tĩnh nhá. Cứ nhiều vào nặng. Đi thôi, cái gì được. Đây mới là cái phần quan trọng này. Nhiều mới tròn. Ui. Rồi, cầm lấy. Không được nuốt, không được nhai cho anh nhá. Nhưng mà sao lại thế? Không ngậm được nhai, không được nuốt, tí nữa sẽ phải ngậm vào mồm. Đây. Bọn em ngậm á? Từ từ, cứ bình tĩnh. Nghe to gì? Hả? Bình thường.
to bình thường. Đây, vào đây. Cho thêm tí muối đi. Thì bọn em cần gì vậy? Rồi, cầm đấy. Cầm à? Rồi. Ôi tưởng. À, tất cả nhá, những cái miếng chanh này không được nuốt. Nuốt là sẽ bị mất lượt. Mất lượt đấy, nuốt mà dai là sẽ bị mất lượt. À, sẽ phải làm lại lượt. À, sẽ bị thu, tịch thu cái số lượt tiền đấy. Đấy. Muối nó tan. Đấy. Nhưng mà sao mình chưa được ăn được? Muối tan thì không, không được ăn, vẫn phải ngậm. Ngậm bao giờ mà không ngậm được nữa, phòi ra thì sẽ bị mất lượt chơi và tịch thu cái lượt chơi đấy. À, bây giờ 1, 2, 3 tất cả cùng ngậm nhá. 1, 2, 3 ngậm vào. Rồi, ok. Bây giờ đặt lên đầu, chuẩn bị nhá. Chuẩn bị. À, ngậm vào mồm. Thìa ngậm vào mồm. Chúc. Đấy, không cần biết tí nữa. Đó, rồi, xúc lên đây. À, bây giờ xúc. Xúc. Thế thì là ướt cá cả bạn. Ok. Rồi. Bên này, bên này. Rơi à? Đặt tiền sang bên kia. Đặt vào mâm. Ôi giời. Đặt vào mâm. Đó, dùng cây á, vừa dùng cây á. Bấm. Mà đệ không thể làm người vận chuyển được. Đổi người vận chuyển đi, rốt. Ui, biết cái. Ui, ui, cúi xuống rồi mình còn nghiêng keo cả. Tiến bước. Vào đây không cần nuốt chanh đâu. Nuốt chanh thì đừng nghe được không? Đi thẳng. Đi thẳng. Rồi, đi thẳng. Đi thẳng. Muốn cứ đi thẳng. Rồi, tao chuẩn bị. Chưa đến. Chưa đến đâu. Tính nữa. Rồi, tao xuống. Rồi, ok. Đặt tờ đăng cam xuống. Ôi, quên tiền. Phạm Quy. Quên lên bên kia không cầm về kìa. Hả? Quên hoa, quên bên kia cầm về. Không, bên kia cầm đăng đẩy nhưng mà cầm về. Ừ, cầm em chạy một lần. Rồi. Ê, chị Đường à. Nó chạy, Thôi nào, thẳng lên. Chưa. Nữa. Hai bước nữa. Rồi. mất một lượt tịch thu một tờ 500. Tịch thu một tờ 500. Em là người vận chuyển á? Lại là người vận chuyển. Lại đổi. Bạn đấy. Bạn không sao cả. Từ từ. Bên này đang bên này cứ tiếp tục thôi. Nào. Bao đệ sẽ phải thay thay chanh. Ui ôi. Được. Ui phải ơi. Ui dài. Ui. 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 Ui
không ấy. Nào, vào đây thay. Được rồi. Bịt lỗ mũi. Dãi cả. Ui. Ôi ôi ôi, đổ lại, đổ lại. Ý, ý, ý. Đổ lại. Ừ, cái cọng rồi. Đổ lại. Cái cọng rồi. Nên nhớ là đã bị tịch thu một lần lần chơi đấy nha. Gần, gần đến nó úp, úp, úp ở đây xuống. Chưa. Tiến thêm đi. Cái thằng ấy đúng rồi. Cái thằng ấy 5 bước á. Đến đúng 5 bước á. 1 2 3 4 nữa. Một tí nữa. 1 bước á. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Thản cái đây xuống. Đi lên trả. Trời ơi. Trời ơi. Coi rồi đừng trả này đi. Ngồi xuống mà hất một phát đây luôn này. Chán đời. Nào chạy về nhanh thôi. Không gọi chưa được đấy. Lại để thang nhỏ tiền vào. Lần sau là bớt đấy nha. Kiểm tra tranh. Ui được dãi. Ui. Đây được luôn. Đây được luôn. Đi thẳng xuống rồi, quay quay quay. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, cứ đi xuống. À, trượt. Ê, bên đây, ba bên đây. Bên trái, bên trái. Rồi, một phát xuống luôn, một phát luôn. Rồi, hay. Đấy, lần sau như thế nha. Tốc độ, tốc độ. Nhanh. Cứ đi chậm hơn thẳng vụ. Cứ đi chậm hơn thẳng vụ. Lần, 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 lần. Bịt mũi vào đây, bịt mũi. Ui. Ngọt ngào lên mấy tinh tan thành mây. Đấy. Quên tiền. Quên tiền. Bên trái, bên trái, bên phải, bên phải. Rồi, hất. Ôi, quá hay, quá hay. Quá hay. Rồi, bên này vừa được có 4 lượt, bên này thì được khá là nhiều lượt rồi. Uống nhiều nước dãi quá. Uống nhiều nước dãi. Bên này chắc cũng mút khô chanh rồi. Rồi à, rồi hạt. Ui, 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 ui. Người vận chuyển mau lên đi. Rớt. Rồi, rớt, mất lượt. Mất lượt. Vi phạm thêm một lần nữa. Nhưng mới có mất lượt đâu. Đây này. Thôi được, chưa phải là, chưa ra khỏi. Nhiều hơn là nhìn. Rồi, trên này là mất lượt đấy nha. À, mất. Rồi, trên này là mất. Rồi, ở trên này là sẽ mất tiền. Lại trượt. Ăn kìa, ăn kìa. Ôi, mỏi mồm quá. Sao mấy kia được rồi. Đấy phải. Tôi đi thẳng. Ôi rồi, ôi đặt tiền xuống đấy. Trượt rồi, đặt tiền. Rồi.
nghe tỷ lệ à? Không. Vâng, trò chơi lại tiếp tục. Mau đệ sau khi ra phê bọt mép. Ui, bên... Ôi giời ơi, bên này kỹ thuật kém quá. Bên này kỹ thuật kém quá. Mau đệ đã cầm tiền chưa? Lại đổi, bên kia lại đổi rồi. Hết. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Mẹ đi rồi, chuẩn rồi, gắn được mẫu rồi đấy. Lại rồi. Mau đệ nghe ngậm tránh vòi mồm bên kỹ thuật cực kỳ kém. Tiến vượng phải ngửa hẳn ra. Ngó ấy. Ủa, mang cái ướt kiềng này ăn kiềng không? Thôi, khả năng là đội trung binh về thế trạng là giành chiến thắng cực kỳ cao nha mọi người nhá. Nhìn những thằng bằng đó đó nó đi nước dài đó đi đúng rồi đó. Mỏi mồm quá. Quên mất chưa nói không tính thời gian, nhưng mà khi một đội kết thúc là đội kia cũng phải kết thúc nha. Phải không nhìn cương không ơi. Thắng nữa. Rồi hất xuống luôn, ngồi hất mạnh hơn, đi tiếp nữa. Ui rồi được. Gai vào tóc rồi, có chiến thuật mới rồi. Tiên. Đúng không? Tháng. Ôi trời ơi. Tiên. Yên tâm là bên đấy mà xong là bên này cũng phải kết thúc mà. Thưa tiên. Ngồi xuống. Bên phải em ấy. Bên phải là rẽ bên phải một tí. Các ấy. Vẫn phải để tiền đó. Ủa mấy? Hả? Cần 3 lượt tiếng, cố lên. Thảm ấy, cái nó ngoài rồi. Mau để hết đầu tiên làm việc vận chuyển xong lại đổi lại, xong lại đổi lại, bây giờ lại đổi lại.
Biết là ngon người không? Ui ui ui. Sao này ai chơi đúng rồi đấy. Ngọng. Thấy rồi hết rồi. Ui ui. Mở đi má nghe câu. Chơi với mau đi. Ui ui. Ui ui. Hình như là các thí sinh đã nuốt gần như là miếng chanh là thành khô mất rồi. Mình biết có bóc một gọi. Ok đấy, hay hơn. Hay đấy. Chuẩn đấy. Ok. Thôi ngứa đít vừa thôi. Để tiền vào kia, mất rồi. Coi như là mất lượt rồi. Alo, tiền này là tiền tịch thu. Tiền này là tiền phạm quy nhá. Ván là ván phạm quy. Trơn nhặt cái này lên. À, dính bột mì nó trơn. Lau đi. Còn đội kia mà xin thì tao rồi, đứa 5 lít. Nhanh. Nè nha. Con tự. Tao đợi em à. Bên này xin thì cho 5 triệu về tiếc nhá. Cho hẳn một cái ông đấy lên đây được hẳn luôn. Đưa hẳn cái ông đấy đây. Đưa hẳn cái ông đấy đây. Là cái được phép đưa hẳn cái ông đấy. À đủ à? Ai à? Được. 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 Cho phép. Khởi đổi là kích rồi đấy. Được. Được. Ây da, 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 ây da. Ôi, ừ, tao làm được. Xong rồi nhá. Hết giờ. Hết giờ. Làm gì bây giờ có còn anh không? Hả? Không, hết tiền, hết giờ rồi. Đang đi mà. Hết giờ. Đang đi mà. Bóng không? Hả? Nào. Bóng nó đang chạy là chưa được dừng. Đấy, bóng đang chạy. Trường hợp này xử lý thế nào nhỉ? Nốt phát. Trường hợp này xử lý thế nào nhỉ? Hôm nay xử lý là cho là có phong trào. Phong trào gì anh chị đi. Cho chơi cho biết. Đó, đó. Đâu, không ai được bảo nữa, không ai được bảo. Trái, phải. Đây, không, 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 không được bảo. Trái, bên trái, trái. Sắp bước sang trái hai bước. Đây gọi là nếu mà được coi là bản thân bạn. Đúng rồi, đố. Quá. Sao, trật tự tất. Thôi. Mà đây chơi rất bẩn nhưng mà không...